Hi everyone, chào mừng tất cả các bạn trở lại với kênh Tiếng Anh Bồi của mình. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn từ vựng theo chủ đề trường học. Từ đầu tiên các bạn đọc là raise. Kết thúc bằng âm giờ nhé các bạn. Cách thứ hai dễ hơn, các bạn cho nó kết thúc bằng âm sờ, raise. Từ này có nghĩa là giơ, mà trong trường học thì chúng ta hay dùng là giơ tay đấy. Raise my hand, tôi giơ tay của tôi đấy. Raise hoặc là raise. Từ vựng thứ hai đó là từ touch. Bắt đầu bằng âm thờ nha các bạn, touch, và kết thúc bằng âm chờ bắn hơi, touch. Âm ở đây là âm á, touch. Từ này có nghĩa là chạm, touch. Cách đọc thứ hai các bạn có thể đọc ở đây là âm ơ cũng được, có thể đọc là touch. Xóa các bạn đọc là erase. Cách đọc thứ hai đọc kết thúc bằng âm sờ, erase. Từ vựng tiếp theo mà từ này rất quen thuộc, từ đọc chúng ta đọc là read. Âm y ở đây là âm y dài, các bạn phải kéo nó ra, read, và kết thúc bằng âm đờ, read. Đóng đọc là close. Cũng tương tự những cái từ trên, nó kết thúc bằng âm giờ nhưng chúng ta có thể đọc là âm sở, close. Nghe thì đọc là listen. Các bạn tưởng tượng ở đây không có âm t mà âm sờ này nó nối sang âm e luôn, đọc là listen. Cách đọc thứ hai các bạn đọc chữ sờ này thành chữ sần, listen. Viết đọc là write. Ở đây âm y được đọc là i, các bạn tưởng tượng là âm w nó không tồn tại, nó bắt đầu bằng âm r, write, kết thúc bằng âm t, write. Đi lại các bạn đọc là gok, bắt đầu bằng âm g và kết thúc bằng âm k, gok. Cách đọc thứ hai các bạn đọc cái âm đó giống như âm o, gok. Cách đọc thứ ba các bạn có thể đọc âm đó giống như là âm a cũng được, đọc là gok. Từ tiếp theo đó là từ xé, các bạn đọc là tear. Âm ở đây nó cũng hơi nhỏ một chút, tear, bắt đầu bằng âm thờ, tear. Đánh máy đọc là type. Âm ở đây là âm i và kết thúc bằng âm p, type. Vẽ thì các bạn đọc là draw. Âm đ, âm r nối với nhau, các bạn đọc nhanh hơn. Sau này là âm o, draw. Buộc đọc là tie. Các bạn tưởng tượng ở đây không có âm e, coi như âm e nó không tồn tại, tie. Bắt đầu bằng âm t, tie. Rời khỏi đọc là leave. Âm y ở đây là âm y dài nhé các bạn, leave, và kết thúc bằng âm v, leave. Các bạn tránh trường hợp đọc âm y ngắn, đọc là leave thì nó sẽ ra từ khác. Âm y ở đây phải là âm y dài, các bạn kéo nó ra, leave.
vào lớp hay là vào đấy các bạn, đọc là enter enter, rất đơn giản. Từ này thì trong máy tính mà chúng ta hay gõ đấy, enter enter. Hiệu trưởng đọc là principal, đọc nhanh hơn principal principal, kết thúc bằng âm o principal principal. Giáo viên, giáo viên thì từ này các bạn cũng biết rồi, đọc là teacher teacher, bắt đầu bằng âm tờ nhưng mà phát âm là thờ, teacher teacher. Lao công đọc là cha ni tờ, âm chờ này là âm chờ rung các bạn nhé, âm chờ rung trong cổ họng, đọc là janitor janitor janitor. Cách đọc thứ hai các bạn có thể đọc âm này thành âm đờ, janitor janitor. Cách đọc thứ ba các bạn đọc thành âm thờ, janitor janitor. Hội trường đọc là hall hall, kết thúc bằng âm ồ nhưng âm ồ nó hơi nhỏ, hò hò. Căng tin đọc là canteen, xuống giọng âm đầu tiên và lên giọng âm tin, canteen canteen. Cách đọc thứ hai các bạn đọc âm a này thành âm a bẹt, đọc là canteen canteen. Môn học các bạn đọc là âm đây là âm á nhé các bạn, đọc là subject subject subject. Âm chờ đây cũng là âm chờ rung, subject subject. Xuống giọng âm thứ hai subject. Môn toán đọc là mathematics mathematics mathematics. Âm ở đây là âm tờ các bạn nhé, đừng đọc là mather mà là mather mather. Mathematics mathematics. Khuôn viên trường đọc là campus, âm ở đây là âm ơ hoặc là âm á, campus hoặc là campus, nhưng mà campus thì nó dễ hơn, các bạn cứ đọc như mình campus. Ký túc xá đọc là dormitory, xuống giọng ba âm sau lên giọng âm đầu tiên, dormitory dormitory. Cách đọc thứ hai các bạn đọc âm tờ đây thành âm đờ, dormitory dormitory. Giảng viên đọc là lecturer lecturer lecturer. Âm đây là âm chờ, mặc dù nó ghi là âm t nhưng mà chúng ta đọc là chờ, lecturer lecturer. Giáo sư đọc là professor professor professor. Các bạn cứ tưởng tượng ở đây có một âm sờ thôi, phe cho đến sờ luôn, professor professor. Quán ăn tự phục vụ đọc là cafeteria cafeteria cafeteria. Tủ đựng đồ đọc là locker locker locker. Khóa luận đọc là thesis thesis, âm ở đây là âm tờ nhé các bạn, t và xuống giọng kết thúc bằng âm sờ, thesis thesis. Phòng thí nghiệm đọc là laboratory 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 laboratory. Cách đọc thứ hai các bạn có thể đọc âm này là
Thờ cũng được, không cần là thọ mà đọc là thờ. Laboratory. Laboratory. Phòng luyện tập thể dục. Các bạn đọc âm này là âm chờ, mà âm chờ rung trong cổ họng. Các bạn đừng đọc là gym mà đọc là gym. 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 Nó nghe giống như con chim nhưng mà cái âm chờ này nó nhẹ hơn một chút, đọc là chi chi. Sân chơi thể thao đọc là playing field. Playing field. Playing field. Playing field. Sân trường đọc là school yard. School yard. School yard. Kết thúc bằng âm đờ. School yard. Lớp trường. Lớp trường các bạn đọc là monitor. 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 Cách đọc thứ hai, các bạn đọc âm tờ này thành âm đờ. Monitor. Monitor. Cách đọc thứ ba, các bạn đọc âm này thành âm thờ. Monitor. Monitor. Lớp phó thì cũng tương tự như vậy, các bạn thêm chữ vice ở đầu tiên. Vice. Vice monitor. Vice monitor. Hoặc là vice monitor. Vice monitor. Hoặc vice monitor. Vice monitor. Bí thư lớp đọc là secretary. 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 Cách đọc thứ hai, các bạn nối chữ T này với chữ R luôn thành chữ trì. Secretary. Secretary. Cách nào cũng được, còn cách hai thì nó dễ hơn. Cách thứ nhất secretary. Secretary. Cách thứ hai secretary. Secretary. Phòng giáo viên đọc là staff room. Âm u ở đây các bạn kéo dài nó ra nhé. Ở đây nó có âm phở, âm này đọc là a. Staff room. Staff room. Staff room. Chuyến đi thực địa đọc là field. Field. Chữ này field các bạn nhé, và kết thúc bằng âm d. Field. Field. Field trip. Field trip. Field trip. Ông hiệu trưởng. Ông hiệu trưởng đọc là headmaster. Headmaster. Âm đây là âm e, kết thúc bằng âm d. Headmaster. Headmaster. Bà hiệu trưởng thì các bạn đọc là headmistress. Headmistress. Âm ở đây là âm i, ghi là e nhưng đọc là i. Headmistress. Headmistress. Nam sinh đại diện cho trường đọc là head boy. Head boy. Head boy. Còn nữ sinh mà đại diện cho trường thì các bạn thay chữ boy thành chữ girl. Head girl. Head girl. Hệ vừa học vừa làm, tức là còn gọi là hệ tại chức đấy các bạn. Các bạn đọc là service education. Service education. Service education. Cách thứ hai, các bạn có thể nối chữ sờ với chữ e thành chữ xe. Service education. Service education. Nhưng mà nối như vậy nó cũng khó nên các bạn cứ tách nó ra. Service education hoặc là service education. Trường tư thục đọc là private. Private school. Private school. Private school. Trường công lập đọc là state. Chữ này các bạn âm A các bạn nhé. State. State. State school. State school.
Nối cả cụm từ là stay school, trường mầm non đọc là nursery school, trường mẫu giáo đọc là kindergarten, Cách đọc thứ hai, các bạn đọc chữ T này thành chữ D, đọc là kindergarten. Cách đọc thứ ba, các bạn có thể đọc chữ sau này thành chữ earn, không cần T cũng không cần D luôn, đọc là kindergarten. Trường nội trú đọc là boarding school. Ở đây chữ này các bạn phải o nó ra một chút, đừng đọc là o không mà nó phải o nó ra. Boarding school. Các bạn đọc lại từ trường nội trú là boarding school. Trường bán trú đọc là day school. Nó rất là đơn giản, nó ghép chữ day với chữ school, day school. Trường cao đẳng nghề đọc là vocational college, kết thúc bằng âm chờ rung các bạn nhé. Vocational college. Khoa học đọc là science. Ở đây chữ này âm y đọc là i, science, và kết thúc bằng âm s, science. Vật lý đọc là physics. Mặc dù ở đây nó ghi là âm s nhưng cách đọc của nó là âm g, physics, physics. Y học đọc là medicine, medicine. Nó ghi ở đây âm c nhưng mà cách đọc của nó là âm s, medicine, medicine. Địa chất học đọc là geology. Âm chờ này cũng là âm chờ rung, âm chờ sau này cũng vậy. Geology. Kỹ thuật đọc là engineering. Khi đọc nhanh thì nó nghe như vậy. Engineering. Nha khoa học đọc là dentistry. Âm này là âm trờ các bạn nhé, không phải là chì, nó là trì. Dentistry. Hóa học đọc là chemistry. Mặc dù ở đây nó ghi là âm trờ nhưng mà cách đọc của nó là âm khờ, chemistry. Sinh học đọc là biology, âm y ở đây đọc là i, biology. Thiên văn học đọc là astronomy. Triết học đọc là philosophy. Thần học đọc là theology. Mặc dù ở đây nó ghi là âm thờ nhưng mà các bạn phải đọc là âm tờ nhé, nó không phải là theology mà nó là theology. Âm e ở đây đọc là e, theology.
Nghệ thuật. Đọc là art. Art. Âm A ở đây các bạn hơi kéo dài nó ra một chút. Art. Art. Buổi tranh luận. Đọc là debate. Âm E ở đây đọc là âm I. Debate. Debate. Kỳ học. Đọc là semester. Âm E ở đây đọc là âm I. Âm E thứ hai đọc là âm E. Còn ở âm thứ tiếp theo này đọc là ở. Semester. Semester. Có nghĩa là kỳ học. Semester. Bài giảng. Đọc là lecture. Lecture. Âm này là âm chờ. Lecture. Luận văn. Đọc là dissertation. 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 Âm sờ các bạn nhé. Dissertation. 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 Bằng cấp. Đọc là degree. Xuống giọng âm đầu tiên và kéo dài âm y cuối ra. Degree. Degree. Nghiên cứu. Đọc là research. Research. Âm ở đây là âm ơ, mặc dù nó ghi là e và a nhưng mà đọc là ơ. Research. Research. Nhà nghiên cứu. Đọc là researcher. 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 Giáo sư. Từ giáo sư này khi nãy mình đã giới thiệu bên kia rồi, mình ghi lặp lại đấy các bạn. Đó là professor. Professor. Báo cáo học tập. Đọc là report. Report. Âm O ở đây các bạn hơi kéo dài nó ra một chút. Report. Và kết thúc bằng âm T. Report. Học thuật. Đọc là academic. Các bạn nhé. Âm này âm khờ. Academic. Academic. Âm D này vẫn như cách ghi. Academic. 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 Bài tập hay là nhiệm vụ mà giáo viên giao cho chúng ta đấy. Đọc là assignment. 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 Chúng ta không cần âm T cuối cũng được, đọc là assignment cũng được. Assignment. Mức độ chuyên cần. Đọc là attendance. Attendance. Các bạn nhớ kết thúc bằng âm S. Attendance. Bằng cử nhân. Đọc là bachelor's degree. Bachelor's degree. Âm này là âm chờ, sau này là l. Âm ba này vẫn như bình thường. Bachelor's degree. Bachelor's degree. Tín chỉ. Đọc là credit. Credit. Cách đọc thứ hai các bạn đọc có âm t cuối. Đọc là credit. Credit. Bằng tiến sĩ. Đọc là doctor's degree. Doctor's degree. Ở đây nó có âm sờ nên các bạn mình ghi thiếu đấy. Doctor's degree. Trượt kỳ thi thì đọc là fail an exam. Mà chữ fail khi đọc nhanh thì nó là fail. Fail. Fail an exam. Fail an exam. Fail an exam. Vượt qua kỳ thi đọc là pass an exam. Mà chúng ta có thể nối chữ sờ này với chữ an thành passer. Pass an exam. Pass an exam. Ôn lại.
đọc là revise, revise. Nó kết thúc bằng âm giờ, nhưng mà chúng ta có thể đọc là âm sờ cũng được, revise, revise. Học bổng đọc là scholarship. Các bạn lưu ý ở đây là âm sờ nhé, không phải là âm sờ, không phải là scholarship, mà nó là scholarship, scholarship. Xuống giọng âm cuối cùng, scholarship. Dự thi đọc là sit an exam, sit an exam, sit an exam. Chúng ta có thể nối cũng được, nối chữ T này sang chữ earn và biến nó thành chữ D, đọc là sit an exam, sit an exam, sit an exam. Hội sinh viên, hội sinh viên thì chúng ta đọc là student union, student union, student union. Cách đọc thứ hai, chữ đờn này các bạn đọc thành chữ đần, student union, student union. Lớp thực hành đọc là workshop, workshop. Âm sờ các bạn nhé, không phải là sờ, đừng đọc là workshop, nó là workshop, workshop. Vi phạm quy định đọc là break the rule, break the rule. Âm ở đây là âm A các bạn nhé, break, break, break the rule. Chữ này đọc là the, break the rule. Bị phạt ở lại trường đọc là due detention, due detention, due detention. Cách đọc thứ hai, các bạn có thể đọc chữ này thành chữ ten, due detention, due detention. Cách đọc thứ ba, các bạn chữ sờn này các bạn có thể đọc thành chữ sần, due detention, due detention. Môn số học đọc là arithmetic. Âm này là âm thờ các bạn nhé. Arithmetic, arithmetic, arithmetic. Bỏ học đọc là drop out, drop out. Cách đọc thứ hai, chúng ta có thể nối chữ P này với chữ out thành là drop out, drop out. Trưởng khoa hay là trưởng bộ môn đọc là dean, dean. Âm y ở đây kéo dài các bạn nhé, dean, dean. Bữa ăn ở trường thì chúng ta đọc là school meals, school meals. Nhớ kết thúc bằng âm sờ, school meals. Hội viên, à, học viên chứ, xin lỗi các bạn, học viên cao học đọc là master student. Ở đây âm giờ này với âm sờ này nó nối sang nhau luôn, nên chúng ta tưởng tượng là chỉ có một chữ sờ thôi, đọc là master student, master student. Máy tính cầm tay đọc là calculator, calculator, calculator. Cách đọc thứ hai, chữ thờ này chúng ta có thể đọc là chữ the, calculator, calculator. Thú y học đọc là veterinary medicine, veterinary medicine, veterinary medicine. Chữ đầu tiên nó có nhiều từ nên hơi đọc hơi khó đọc, veterinary, veterinary medicine, veterinary medicine. Khi đọc nhanh thì có thể đọc như vậy, khi đọc chậm hơn một chút thì có thể đọc là veterinary medicine. Khảo cổ học đọc là archaeology. Âm đây là âm chờ, nhưng mà khi đọc là âm khờ. Archaeology, archaeology. Kinh tế học các bạn, kinh tế học thì chúng ta đọc là
Economics. Âm đầu tiên, âm E này được đọc là E. Economics. Economics. Nghiên cứu truyền thông đọc là media. Media studies. Study, xin lỗi các bạn. Media studies kết thúc bằng âm giờ hoặc là âm sờ. Media studies. Chính trị học đọc là politics. Politics. Âm o ở đây cũng đọc là o, âm y cũng đọc là y luôn. Cái chữ này thì nó tương đương với cách viết, nó chỉ khác mỗi âm cuối cùng thôi. Âm này ghi là sờ nhưng mà đọc là sờ. Politics. Politics. Nghiên cứu xã hội đọc là social studies. Social studies. Social studies. Xã hội học đọc là sociology. Sociology. Âm chờ này là âm chờ rung. Sociology. Sociology. Môn kế toán đọc là accountancy. Accountancy. Âm ở đây là âm ở các bạn nhé. Và đây là âm khờ. Accountancy. Accountancy. Cảm ơn các bạn hôm nay đã theo dõi video của mình. Nếu các bạn thấy hay, hãy nhấn like and subscribe. Thank you very much for the watching. See you tomorrow. Bye.